Vâng. Thưa các bạn, ở cái bản Suối Bon thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La có một cái món nước rất là hay. Tức là từ ở dưới lòng đất ấy. Từ dưới lòng đất là nước nó đùn lên, một cái mỏ nước trong vắt và chảy rất là mạnh. Quanh năm kể cả mùa đông hay mùa hạ, hay là mùa xuân mùa thu chăng nữa, kể cả mưa to hoặc là không có mưa, thì cái món nước ấy nó vẫn trồi lên rất là mạnh. Mà điều đặc biệt là cái món nước nó trồi lên từ đỉnh một cái đồi cơ. Không hiểu là đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được là vì sao mà lại có cái mạch nước như thế này. Tức là khả năng nó phải là có một cái sự áp lực hoặc là nén gì đây rất là mạnh dưới lòng đất, thì cái dòng nước nó mới trồi lên. Cái hay ở cái chỗ là cái nước này, cái món nước này mọi người có thể thấy đây. Món nước này nó trong vắt quanh năm và cái nhiệt độ nó rất là ổn định, lúc nào nó ấm áp. Ví dụ như là mùa hè này mà tắm ấy, thì rất là vừa, nó rất là vừa, còn mùa đông thì rất là ấm. Cho nên là người dân đồng bào Mông ở đây họ có thể tắm được quanh năm suốt tháng từ cái món nước này. Đây là cái món nước nó sẽ chảy ra, nó sẽ trồi lên từ lòng đất, từ chỗ vị trí này, xong bắt đầu nó chảy ra cánh đồng. Đó, nó ra đây xong nó chảy xuống cánh đồng ngoài kia, là cánh đồng rất là đẹp, cánh đồng đẹp như trong tranh ấy. Và cái nước này nó nhiệt độ nó rất ổn định, nó chảy ra đấy, thành ra là lúa rất là tốt và rất là ngon. Mưa, điều đặc biệt là dù mưa cả tuần trời, mưa lũ lụt này khác, nhưng mà cái nước này lúc nào nó vẫn trong vắt. Ví dụ các con suối thì có thể đục, nhưng mà đường núi món nước rất trong vắt. Đây này, ví dụ như là nước nó trồi lên ở khu vực này nhá, ở đây khả năng là nó vẫn trồi, nó ngấm ra đây này, nó lan tăn nó lên. Và cái chỗ này là toàn có cái ao này, toàn đất cát thôi, nhưng mà nước nó vẫn trong vắt này, mọi người có thể thấy này. Đấy. Ở đây khả năng nó là cái món nước này, khả năng nó là do một cái sức nén của cái địa chất gì đấy mà nó đẩy lên, nên là nước ở dưới lòng đất lên nó ấm. Nó ấm, và lẽ ra là có thể nó sẽ nóng, nhưng mà khả năng là nó khi mà nó chảy lên, nên áp lực nó phụt lên ấy, thì nó lại gặp những cái luồng nước lạnh, cho nên là nó chỉ còn ấm ấm thôi, chứ nó còn không thành suối nước nóng như các cái nguồn suối khoáng ở Sơn La, ở Ngọc Chiến hoặc là ở Mù Căng Chải. Đây từ chỗ này nhá, trẻ con nghịch trên nước đục đây, từ chỗ này nước vẫn trồi lên này. Cái này nước ở lòng đất trồi lên nhỉ các con nhỉ? Đó, nó trồi lên rất là nhiều vị trí. Đây này, nước trồi ra chảy ra đây này. Lạnh không? Có lạnh không con? Đây mọi người có thể quan sát các cái vị trí đây. Những cái khe đá trong lòng đất này, nó là những cái khe đá này. Để nước nó trong này, trong vắt nhá, trong vắt tinh khiết. Mùa đông ở trên này tắm vẫn rất là mát. Đây. Ở dưới này là nước nó trồi lên ở dưới lòng đất, và đây bên dưới này là bên dưới nó là một cái lớp đá, và nước nó trồi lên ở cái lớp đá này. Đây, nước trong vắt. Trong này nhà nước xây để cho xây quây lại, để cho trẻ con không nghịch, không nhảy đến đây, để giữ cho nước này nó sạch. Đây họ xây một cái bể cho nước nó trồi lên, thì nó sẽ chảy ra một đầu này này, và chảy cả ra đầu này nữa. Nước chảy rất mạnh. Nó tạo thành khi mà nó ở trong cái lòng đất này, nó trồi lên, nó phụt nước lên, thì nó tạo ra một con suối. Con suối chảy ra cánh đồng. Ra cánh đồng và cho cả một phục vụ cho cả một cánh đồng của mấy xã. Ví dụ xã phục vụ cho cánh đồng của bản Bon này, xã Long Luông này, và xã bản Khoa. Đây cũng là một nguồn nữa nó trồi lên. Tức là ở khu vực này nó trồi lên thành hai nguồn nước.
Một là nó trồi lên, tức là nó trồi lên nhiều vị trí, như nó cái mạch nó trồi mạnh nhất thì là ở chỗ này này. Còn cái mạch thứ hai nó trồi lên là cũng mạnh, thứ hai nữa là ở cái chỗ này. Thì đây là nhà nước đã xây một cái xây một cái bể ở đây. Đó. Xây một cái bể ở chỗ vị trí này, ở cái mó nước này. Đây này. Đó. Họ nước nó trồi lên chỗ này và xây cái bể nước ở đây và đặt một cái máy bơm. Và cái đường nguồn bơm ra vị trí xã Long Luông và Vân Hồ đấy, ở Vân Hồ đấy, để cho người dân là có nước sử dụng, nguồn nước tinh khiết. Nguồn nước này trong vắt tinh khiết. Một số đại gia đấy thì họ thích thưởng trà đấy, thì họ thường đến đây họ múc nước này này. Họ múc nước này để đóng vào can, và đóng vào can để đem về pha trà. Pha cái trà Mộc Châu hoặc trà Trường Yên đều rất là ngon. Ở trên này thì trời rất lạnh nhá. Hiện tại bây giờ đang là mùa hè, nhưng mà nhiệt độ ở đây nó chỉ trên độ cao này hơn 1000m thì nhiệt độ nó chỉ 20 độ thôi. Không khí rất lạnh, nhưng mà trẻ con thì vẫn tắm ấy, vẫn tắm như bình thường ấy. Bởi vì cái nguồn nước nó ở lòng đất ra nó ấm. Xuống tắm đi các con, nào xuống tắm đi nào. Ui giời ơi, bơi bơi siêu thế nhỉ. Như con cá nhỉ. Bơi như con cá. Có bắt được con cá nào đây không? Không à? Đây cái nguồn nước này chảy ra đây. Những cái nguồn nước thừa này chảy ra đây thì nó dồn ra qua, nó chảy ra mấy cái ao này nhé. Mấy cái ao này mà nước vẫn trong, và nó dồn ra phía ngoài tạo thành một con suối. Con suối chảy qua cánh đồng, chảy qua cánh đồng và chảy xuống xã Mường Khoa rồi đổ ra sông Đà. Ở bên ngoài đấy nước cũng chảy ra, thì mùa hè nó vẫn cảm thấy mát, nhưng mà mùa đông thì vẫn ấm, vẫn ấm mát. Đây. Đặc biệt không? Đặc biệt, rất đặc biệt là bởi vì đặc biệt là thế này, là vì nước nó chảy ra, nước nó chảy ra ngoài và ra cái ao như thế này mà nó vẫn trong vắt như này, nhìn thấy đáy đấy. Nước trong vắt này. Đây là trong vắt là đỡ ra suối đây, tạo ra một con suối. Và ở dưới này rất là nhiều, mọi người có thấy là đây gọi là cải xoong đây này. Cải xoong nó sống được ở vị trí suối nguồn và nước sạch nó mới sống được. Đây là cải xoong đấy. Nhà các con có lấy cái rau này về ăn không? Có. Có ăn đúng không? Cải xoong đúng không? Ngon không? Có. Đấy. Tức là cải xoong này nó sẽ lớn lên từ một cái suối nước nước ngầm, lòng đất phun lên. Rất là ngon. Đây là do bọn trẻ nó vầy, nó nghịch nên nó đục, nhưng mà chảy một đoạn ra ngoài kia thì lại rất là trong. Thế là cơ bản mình cứ ra đây tắm à con? Buổi chiều ra tắm à? Có đông không? Tắm đông lắm hả? Ở đây là người, các con là người gì đấy? Người Mông à? À người Dao hả? À thế đây là bản người Dao à? Thế này nay không học cái sao mà lại ra đây tắm thế này? Không học à? À học buổi sáng thôi gì? Thế là người lớn có ra đây tắm không? Thế à? Tắm chuồng hết à? Người lớn ra đây tắm chuồng hay là tắm quần áo? Mặc quần áo tắm hả? Ôi giời. Còn có nàng tiên cá bơi siêu thế nhỉ? Ở đây các nhà khoa học nói như thế nào nhỉ? Đã có ông nhà khoa học được nghiên cứu về cái suối này chưa? Chú? Hiện nay thì những cái nhà địa chất ở các bác mà nghiên cứu ở trên tỉnh miền núi mình thì Sapa có một nơi cũng nước trong vắt như này, và ở huyện Mộc Châu cũng có một cái trong nhất. Đó chính là chỉ là mó này thôi. Mó này người ta gọi là mó nước gì?
Món nước của bản Suối Bon. Món nước Suối Bon. Mẹ người Mông ở thì không có nước, nhưng mà mẹ người Dao ở và người Thái ở thì rất là nhiều nước. Thế nước thì lúc nào nó cũng trong cái này à? Vâng, nước thì quanh năm là trong vát như thế này luôn. Mùa đông thì nó ấm hay là nó lạnh? Thường thì mùa đông rất là ấm, mùa đông thì là mọi người rất là thích tắm. Tức là mùa đông ra đây tắm à? Vâng. Mùa đông thì nó ấm và tắm được. Và mùa hè thì rất là lạnh như thế này. Mùa hè thì mát nhỉ. Mà mùa đông chỗ này thì lạnh lắm nhỉ. Vâng. Tuyết rơi có khi vẫn tắm được nhỉ. Vâng. Buổi sáng mà mùa đông con có tắm không? Có à? Cũng tắm. Tuyệt vời. Món nước rất tuyệt vời nhỉ.